Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung trình sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ cho cả gia đình bị thiệt hại tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy. Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh triệt phá chuyên án đánh bạc cả đồ bóng đá với số tiền trên 1.000 tỷ đồng. tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cả cơ sở kinh doanh dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 9, Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2020. Đến sư các đồng chí Lê Văn Bảo, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Văn Bảo, trưởng ban dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền đã được cấp ủy Đảng chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Bình quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Đặc biệt là từ khi Ban chấp hành Trung ương Đảng có nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với sở nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công chức được nghiên cứu sâu hơn về những nội dung quan trọng, thiết thực các vấn đề mới trong công tác dân vận theo chủ trương của Đảng và chính phủ. Từ đó tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong từng tổ chức cơ quan đơn vị địa phương và từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ công chức. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được giới thiệu 4 chuyên đề gồm công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác vận động chức sắc, chức việc tín đồ tôn giáo. Chiều nay, ngày 22 tháng 9, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Hiện nay tất cả các phòng ban đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa và 100% các xã thị trấn đều được kết nối internet. 100% đơn vị trực thuộc triển khai gửi nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số. Tính đến ngày 20 tháng 9, toàn huyện có trên 12.600 văn bản được ký số, ban hành và gửi trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Dịch vụ công trực tuyến tiếp tục thực hiện có hiệu quả ở mức độ 1, mức độ 2 và tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 kết luận buổi làm việc đồng chí nguyễn tiến hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới ủy ban nhân dân huyện tuyên hóa phải tăng cường xử lý các hồ sơ cập nhật lên mạng internet về dịch vụ chứng thực bản sao điện tử thì cần phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở tư pháp phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh để hướng dẫn người dân triển khai chứng thực qua mạng về dịch vụ công trực tuyển mức độ 3 và mức độ 4, Ủy ban nhân dân huyện cần tích cực cập nhật hồ sơ cán bộ công chức Đẩy mạnh thực hiện chữ ký số, hệ thống thư điện tử phải sử dụng theo đúng yêu cầu nguyên tắc của chính phủ, quan tâm xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã, tăng cường hoạt động điều hành của tổ triển khai chính quyền điện tử ở địa phương, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hỗ trợ các địa phương, kịp thời cập nhật đồng bộ hóa phần mềm ứng dụng. Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử ở một số phòng ban đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa. Chiều nay, ngày 22 tháng 9, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã đến hỗ trợ cho gia đình có nhà bị cháy và chủ trang trại bị thiệt hại do sét đánh ở hai huyện Quảng Ninh và Lê Thủy. Tại huyện Lê Thủy, đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã trực tiếp trao 40 triệu đồng trích từ quỹ cứu trợ tỉnh cùng một số nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho gia đình anh Võ Văn Đình và chị Lê Thị Mai ở thôn Nam Thiền, xã Dương Thủy, có nhà bị cháy do chập điện chia sẻ trực thiệt hại của gia đình, đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ để gia đình sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống. Tại huyền Quảng Ninh, đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã hỗ trợ cho gia đình ông Trần Thiền Thuật ở thôn Lê Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh. trưởng đó gia đình ông có nhà, trang trại bị cháy và thiệt hại về gia súc gia cầm do bị sẻ đánh trực tiếp trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm. Đồng chí Phạm Thị Hân mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Sáng nay, ngày 22 tháng 9, Công ty Bảo hiểm Mít Quảng Bình, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đã đến thăm và trao tiền bồi thường bảo hiểm cho thuyền viên của tàu cá QB 92907TS bị nạn khi đang hành nghề trên biển. Công ty Bảo hiểm Mít Quảng Bình đã trao 50 triệu đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho gia đình anh Phạm Minh Khoa, ở xã Sơn Lộc, huyện Bộ Trạch là ngư dân bị nạn khi đang hành nghề. Trước đó, ngày 20 tháng 9, trong lúc tàu đang hành nghề trục mực trên biển, anh Phạm Minh Khoa, sinh năm 1978, thuyền viên tàu cá QB 92907TS bị rong rọc dùng để tơi lưới trên tàu rơi trúng người, khiến anh bị thương nặng ở vùng cổ. Nhận tin báo, đồn biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức lực lượng sử dụng cano đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Khoa không qua khỏi. Công ty Bảo hiểm Bích Quảng Bình thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội cung cấp gần 150 sản phẩm cho thị trường trong nước và quốc tế tới tất cả các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm tai nạn quân nhân, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm phi hàng hải, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm giáo viên, học sinh. Về công tác bồi thường, đơn vị luôn chủ trọng đến phục vụ nhanh chóng và đáp ứng kịp thời cho khách hàng không may bị rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đông Hới luôn thực hiện tổn việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đảng cho đoàn viên và người lao động, góp phần đồng viên người lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bỏ lâu dài với đơn vị. Theo đó, cả công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đông Hới đã chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động về một số vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương và phương tiện làm việc. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn vị. Liên đoàn lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cái cơ quan đơn vị để tổ làm tổ chức công tác tuyên truyền, tổ chức các cái hoạt động nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động trong đơn vị. Các đơn vị cũng đã chủ trọng để công tác đảm bảo và trang cấp các cái phương tiện, các cái thiết bị bảo hộ lao động cần thiết và phù hợp với việc làm công ty mình. Có thể nói là trong thời gian qua thì về cơ bản là cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố thì được đảm bảo không có cái trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và gạch ngợi Tuyên Nên cầu 4, những năm qua đơn vị luôn đảm bảo các điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động Nhờ vậy nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên công ty thiết nhiệm mũ hàn thương mại và gạch ngói tuyên nên cầu bồn đã sản xuất được hơn 8 triệu viên gạch, doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng. Đoàn phối hợp với công ty tuyên tiên cái công tác an toàn vệ sinh bảo hộ lao động đưa cái máy móc vào trong sản xuất để mà giảm cái cường độ lao động tiền tới là công ty cùng đầu tư là hơn 3 tỷ đồng để mua là xe cầu rồi đổ bại để mà giải phóng vì khâu là bọc lên bọc xuống phương tiện đặc biệt là trong cái thời gian dịch covid 19 vừa qua thì công ty cũng tạo việc làm cho anh em là đầy đủ tiền lương là trả kịp thời cho nên trong công việc thì anh chị em cũng gắn bó trong thời gian tới thì liên đoàn lao động thành phố thì tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động phối hợp để tổ chức các tập huấn tư vấn về công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn người lao động là tăng cường các cái thông tin tuyên truyền về cái nguy cơ về tác hại của các bệnh nghề nghiệp đặc biệt là đối với các ngành nghề mà có nguy cơ cao và đồng thời là sẽ thành lập các đoàn kiểm tra giảm sát về việc thực hiện luật an toàn vệ sinh lao động, động tại các công đoàn cơ sở. Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, cả công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn lao động thành phố Đồng Hới đã đang và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên và người lao động, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại địa phương. Chương trình thật sự tổn nay sẽ được tiếp nổi với một số thông tin đảng quan tâm khác. Công an tỉnh Quảng Bình đầu tranh triệt phá chuyên án đánh bạc cả đồ bóng đá với số tiền trên 1 000 tỷ đồng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cả cơ sở kinh doanh dịch vụ. Văn phòng tỉnh ủy Quảng Bình vừa có công văn về việc thông báo thời gian địa điểm tiệp dân tháng 9 năm 2020, thực hiện công tác tiệp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân theo quyết định số 1587 QĐTU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân tháng 9 năm 2020 do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Thời gian một ngày bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2020. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ. Địa điểm tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh số 6 đường Phan Chu Trinh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Bộ Trạch đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt số xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đa khoa huyện Bộ Trạch đã tiếp nhận và điều trị cho gần 700 trường hợp mắc bệnh sốt số xuất huyết, tập trung ở các xã Vạn Trạch, Hải Phú, Đông Trạch và thị trấn Hoan Lão. Để phòng chống có hiệu quả dịch sốt số xuất huyết, ngành y tế Bộ Trạch khuyến cáo người dân tích cực diệt mũi, loang quăng và bò gầy. Khi có các dấu hiệu của bệnh thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu cả cấp các ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cả cấp các ngành, cơ quan đơn vị quản triệt sâu sắc chủ trương về thực hiện mục tiêu kép đó là vừa sẵn sàng phòng chống dịch vừa để mình phát triển kinh tế xã hội chuẩn bị các kịch bản ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra của dịch bệnh đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh nhà máy sự nghiệp có số lượng lao động lớn đảm bảo nhân lực cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên tổ chức tập huấn các biện pháp ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra tiếp tục triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng sở y tế bám sát chỉ đạo của bộ y tế để phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong công tác phòng và điều trị bệnh. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duy trì việc bố trí các cơ sở cách ly tập trung đã được tỉnh phê duyệt. Các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa hoạt động trở lại, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo một số quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 được các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm túc. Sau khi được mở cửa hoạt động trở lại, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của các cơ quan chức năng như dán pano affix với khẩu hiệu nâng cao ý thức phòng chống dịch, bổ trí côn rửa tay, nước sát khuẩn và một số trang thiết bị y tế để đảm bảo được công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả thì toàn thể cán bộ nhân viên chúng tôi đã chấp hành các yêu cầu các cái hướng dẫn của bộ y tế cũng như là các quy định về an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên và của khách hàng và đồng thời cũng khai báo y tế và khai báo lưu trú đầy đủ theo quy định nhằm đảm bảo những quy định về phòng chống dịch bệnh covid 19 được thực hiện nghiêm túc các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú kết hợp karaoke, massage phải thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch bệnh. Khi phát hiện có khách hàng đi từ vùng dịch đến tỉnh Quảng Bình thì phải kịp thời thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Đơn vị đã cử các cái tổ công tác về tất cả các cơ sở dịch vụ karaoke, dịch vụ massage hướng dẫn đôn đốc nhắc nhở để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Thì ngoài ra thì thông qua cái công tác tiếp dân công tác tuần tra kiểm soát các lực lượng kiểm sát trật tự, chúng tôi cũng kết hợp để tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức của các cái tổ chức cơ quan cá nhân trong việc phòng chống dịch, đảm bảo rằng là dịch, để dịch không phát sinh và lây lan trong cái cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Việc cả cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm những quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, sự góp phần cùng với cả lực lượng, lượng chức năng và cả cộng đồng phòng ngừa cầu hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này. Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án phê đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng và sổ lô, sổ đề. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các địa phương triển khai khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này, gồm Hoàng Xuân Cường, sinh năm 1965, trú tại huyện Bù Trạch, Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1988, trú tại Huyền Lê Thủy, Nguyễn Quốc Sáng, sinh năm 1979, Mai Quang Tuấn, sinh năm 1990, Nguyễn Việt Thắng, sinh năm 1986 và Trần Thị Hiên, sinh năm 1978, cùng trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ bốn sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, một xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Qua đầu tranh, bước đầu làm rõ hơn 30 đối tượng tham gia với tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc từ tháng 7 năm 2020 đến nay hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, để đấu tranh có hiệu quả với loài tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã sạc lập chuyên án đấu tranh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, phương án triệt xóa một cách chi tiết. Chính vì thế, tất cả các đối tượng cồm cán trong chuyên án đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ đạo đối với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa an toàn, văn minh và thực hiện có hiệu quả phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cả cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các tuyến sông, biển thủy nội địa xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện yêu cầu chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản trong phạm vi luồng trên tuyến đường thủy nội địa phải tuân thủ đầy đủ quy định trước trong và sau khi thực hiện dự án các địa phương cần đẩy mạnh công tác kiểm tra ra soát tất cả biển thủy nội địa biển khách ngang sông kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp sử dụng giấy phép hoạt động quá hạn hoặc không có giấy phép hoạt động yêu cầu các chủ phương tiện phải đảm bảo tuyệt đổi an toàn trong quá trình hoạt động, nhất là trong mùa mưa bão. Trong những năm qua, huyện Minh Hóa đã tích cực lồng ghép nguồn vốn từ cả chương trình dự án để đầu tư hơn 865 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Như vậy, nên mạng lưới giao thông nông thôn ở huyện Minh Hóa ngày càng được hoàn thiện và mở rộng với hệ thống đường giao thông liên xã dài 245 km, đường giao thông liên thôn liên xòm dài 280 km. Có 10 xã đều hoàn thành tiêu chỉ giao thông một trong phần năm cảng xã có đường ô tô vào trung tâm xã, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những năm qua, việc bảo đảm nguồn nước sạch cho vùng nông thôn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình chủ trọng thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 113 công trình nước sạch khu vực nông thôn cung cấp nước cho hàng chục nghìn hộ dân. Riêng trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý và vận hành 11 công trình cấp nước cho trên 10.400 hộ dân sử dụng. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn đầu tư cho nửa sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là trên 700 tỷ đồng. Hiện nay, thì xã Ba Đồn đang khuẩn khích bà con nông dân tích cực xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi. Đến nay, thì xã Ba Đồn đã phê duyệt 4 chuỗi liên kết gồm sản phẩm tỏi Ba Đồn, sản phẩm lúa gạo Quảng Hoa, sản phẩm ruốc Nhân Thọ, sản phẩm đồ gỗ Quảng Thủy, với tổng mức hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ gồm tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, giống, vật tư, bao bì, nhãn mát sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, kinh phí xây dựng hồ sơ, quản lý, nghiệm thu dự án. Năm 2020, thì xã Ba Đồn phần đầu xây dựng thành công 3 chuỗi sản phẩm mới và có hai sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao cấp tỉnh. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương để giúp cho các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường huy động các nguồn vốn và thực hiện đồng bộ một số giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng tiền dùng chính sách trên địa bàn. Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Bình đã duy trì và thực hiện nghiêm túc hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã phương thị trấn, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong giai đoạn 2010-2020, dòng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Bình đã giúp cho hơn 300.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Trong đó có trên 71.000 lượt hộ nghèo, trên 44.000 lượt hộ cận nghèo và 19.000 lượt hộ mới thoát nghèo. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã tạo điều kiện cho gần 35.800 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập xây dựng hơn 7000 căn nhà cho hộ nghèo. Xác định chăn nuôi là một trong những thể mạnh của địa phương thời gian qua, xã Các Quảng huyện Tuyên Hòa đã khuyến khích người dân tích cực để mạnh phát triển đàn gia súc gia cầm và nghề nuôi ông lấy mật nhằm từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Theo đó, xã Các Quảng ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hình thức tập trung, đồng thời hoàn thành việc lập địa án hỗ trợ sản xuất cho người dân. Nhờ vậy, nên nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và mua những con giống có chất lượng cao để phát triển sản xuất hiện nay tổng đàn gia súc của xã Cao Quảng đạt trên 2.000 con, tổng đàn gia cầm gần 19.000 con. Toàn xã có 165 mô hình nuôi ong lấy mật với sản lượng trung bình mỗi năm đạt trên 2 tấn mật ong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về sự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dư bảo thơ tiệt Quảng Bình đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đông Lê, mây thay đổi để nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, trong cơn sông đề phòng lốc xẹt và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, trong cơn rông đề phòng lốc xẹt và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 57 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đôn, mây thay đổi để nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 90%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông trong cơn sông đề phòng lốc xẹt và gió giật mạnh ngày nắng nhiệt độ từ 24 đến 35 độ độ ẩm từ 58 đến 98 khu vực thị trấn hoàn lão mây thay đổi đến nhiều mây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ 27 đến 33 độ độ ẩm từ 68 đến 90 phần khu vực thành phố đông hới mây thay đổi đến nhiều mây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 27 đến 34 độ độ ẩm từ 67 đến 90 phần trăm Khu vực thị trấn Quảng Hau, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Khu vực thị trấn Kiển Giang, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, đồng cơn sông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 66 đến 90%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và sông vài nơi, trong cơn sông đề phong, lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2020, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và sông, vài nơi đỉnh rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%.